Bữa tiệc ấm cúng kỷ niệm 15 năm ra mắt của Hyunjin. Cậu út Kiuwin cũng có mặt. Đã 15 năm kể từ lần đầu Hyunjin ra mắt công chúng. Anh chàng đã có một bữa tiệc nhỏ cùng những người bạn thân và không quên gửi lời cảm ơn tới các fan hâm mộ, là một nghệ sĩ hoạt động lâu năm trong K-pop. Hyunjin luôn được yêu mến bởi độ mặt mà hài hước của mình. Mới đây anh chàng đã có một bữa tiệc ấm cúng bên những người bạn thân thiết để kỷ niệm 15 năm ra mắt. Đây có lẽ là một ngày đặc biệt đối với cả He Chun và các fan hâm mộ của anh chàng. Dù lần đầu Super Junior ra mắt là vào tháng 11 năm 2005, nhưng ít ai biết rằng thực tế He Chun đã hoạt động trong ngành giải trí Hàn Quốc từ trước đó. Theo đó, lần đầu ra mắt khán giả, He Chun đã xuất hiện với vai trò một diễn viên vào ngày 6 tháng 3 năm 2005. Cụ thể, anh chàng đã bước chân vào ngành giải trí qua phần 2 của bộ phim Sáp trong vai diễn Big Jinu, đặc biệt hơn, đó không phải là vai diễn đầu tiên của Hi Chun trước khi ra mắt cùng Super Junior. Bên cạnh Sáp, anh chàng cũng xuất hiện trong bộ phim Rainbow Roman và bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Để chung vui với các fan hâm mộ về ngày đặc biệt này, Hi Chun đã đăng tải những bức hình cùng lời cảm ơn gửi tới E, L, F và Petal trên tài khoản Instagram cá nhân của mình đã 15 năm kể từ ngày tôi ra mắt. Cảm ơn tất cả những người đã tin tưởng và ủng hộ tôi trong suốt 15 năm qua. Gửi tới tất cả Petal, E, L, F và tất cả những người yêu mến tôi. Nếu chúng ta có tình cờ gặp nhau, dù bất cứ ở đâu, tôi mong rằng mình có thể bày tỏ lòng biết ơn đến với các bạn. Có thể một ngày nào đó, tôi không còn xuất hiện trong ngành giải trí. Tôi, vẫn, sẽ luôn khiêm tốn, để mãi là hi chun người, mà các bạn, sẽ luôn vui vẻ khi nghĩ đến, mới đây. Chun cũng khiến các fan hâm mộ ấm lòng khi chia sẻ hình ăn mừng cùng những người bạn thân thiết của mình. Cậu út Kiyuhyun cũng có mặt để chung vui cùng anh chàng. Có lẽ đối với các fan hâm mộ, điều tuyệt vời là được trải qua những ngày kỷ niệm ra mắt cùng idol của mình càng lâu càng tốt, với nụ cười luôn thường trực trên môi. Hy vọng rằng Chun sẽ luôn vui vẻ và có nhiều kỷ niệm đẹp cùng các fan hâm mộ cũng như những những người bạn của mình. Bạn hãy tham gia bình luận dưới video về chủ đề này nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại